Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 66 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 66 của bộ truyện này. hơn 30 năm trước. Cha tôi là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ La, cũng được cao tầng nhà họ La kỳ vọng trở thành tộc trưởng đời kế tiếp. Cho tới khi... Nghe thấy lời giải thích của La Cẩm Thành, Phương Minh lại thấy những tình tiết máu chó thường xuất hiện trong phim truyền hình. Nhưng chính bởi vì máu chó ngược lại trở nên chân thực, lại rất hay xuất hiện trong hiện thực cha của la cẩm thành là người được cao tần chọn là tộc trưởng đời kế tiếp của nhà họ la vốn nên có tiền đồ vô lượng nhưng mà trong thời gian khi cha của la cẩm thành ra ngoài lịch lãm rèn luyện gặp được mẹ của la cẩm thành cũng đối với mẹ la cẩm thành vừa gặp đã thương chẳng qua khi đó cha của la cẩm thành đã là người có hôn ước là con gái của tộc trưởng một gia tộc có thực lực tương đương với nhà họ la môn đăng hậu đối, vốn nên là lương duyên do ông trời tác hợp. Cho nên, khi cha của La Cẩm Thành đưa mẹ của La Cẩm Thành về đến gia tộc, tự nhiên là bị tất cả cao tầng của gia tộc phản đối. Sau khi cao tầng của nhà họ La khuyên bảo không thành thì cực kỳ tức giận, trực tiếp giam lỏng cha của La Cẩm Thành, đồng thời cũng đuổi mẹ La Cẩm Thành đi. Ở trong suy nghĩ của những cao tầng này, cha của La Cẩm Thành chỉ là nhất thời bị mê hoặc thần trí, chờ qua một thời gian thì sẽ tỉnh ngộ. Nơi nào nghĩ đến cha của La Cẩm Thành yêu mẹ La Cẩm Thành cực kỳ sâu đậm, lấy chuyện tự phế tu vi đến uy hiếp cao tầng nhà họ La. Cha của La Cẩm Thành thiên tư hơn người, nhà họ La đương nhiên là không muốn tổn thất một thiên tài như vậy. Cuối cùng nghĩ ra một biện pháp điều hòa. Cha của La Cẩm Thành có thể sống cùng mẹ là Cẩm Thành. Thế nhưng, bà không có danh phận gì. Hơn nữa, nhất định phải cưới đại tiểu thơ của nhà khác làm vợ. Đối với thế gia tu luyện mà nói, đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là một chuyện rất bình thường. Vì một số lão ngoan đồng sống gần trăm năm, thời điểm đó vốn không có chế độ một vợ một chồng. Mặc dù cha của La Cẩm Thành không tình nguyện, nhưng cũng biết đây là biện pháp duy nhất liền nhận lời đáp ứng một lần nữa đưa mẹ của la cẩm thành trở về sau đó cha của la cẩm thành theo lời cưới đại tiểu thơ của một nhà khác nhưng về đại tiểu thơ kia dù sao cũng là thiên kim thế gia làm sao có thể cam tâm chung chồng với một người khác vì vậy trong bóng tối liền nhằm vào mẹ của la cẩm thành đủ loại thủ đoạn liên tu bất tận đến sau này mẹ của la cẩm thành mang thai vì đại tiểu thơ kia càng tinh kế nhằm vào con của mẹ La Cẩm Thành. Liên tiếp sanh non hai lần, mẹ La Cẩm Thành cũng phát hiện ra, rốt cuộc còn tìm được chứng cứ của đối phương. Nhưng mà lúc này, đại tiểu thơ kia đã sinh cho cha của La Cẩm Thành hai đứa nhỏ. Hơn nữa, địa vị ở nhà họ La cũng vượt xa mẹ của La Cẩm Thành. Cha của La Cẩm Thành mặc dù biết chân tướng, nhưng lúc này một bên người phụ nữ mà mình yêu một bên là mẹ của hai con mình không biết rõ phải làm gì cho đúng cuối cùng liền dịu dàng khuyên bảo mẹ của la cẩm thành nhượng nhịn quên đi đồng thời đảm bảo tuyệt đối sẽ không để cho bà phải chịu một chút thương tổn nào nữa nhưng sau khi mẹ của la cẩm thành nhận được đáp án này cả trái tim triệt để bị tổn thương sâu sắc nhất là sau khi biết bản thân mình lại có con cuối cùng lựa chọn một thân một mình rời đi rời khỏi nhà họ la bà mẹ của la cẩm thành lại đang mang thai mỗi ngày trôi qua cực kỳ đau khổ thiếu chút nữa là chết đi vừa vặn được sư phụ của la cẩm thành cứu trở về thế nhưng trải qua một phen bôn ba thân thể mẹ la cẩm thành đã không ổn nữa đối mặt với sự lựa chọn nên bảo vệ chính mình hay là bảo vệ con trai của mình mẹ của la cẩm thành thỉnh cầu sư phụ la cẩm thành hãy bảo vệ đứa bé cho nên sau khi sinh ra la cẩm thành mẹ của la cẩm thành liền qua đời mà về thân thế của hắn mẹ hắn cũng đã dặn dò sư phụ đừng nói cho hắn biết để hắn cho là mình là một đứa cô nhi sư phụ la cẩm thành cũng đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn không hề nói với la cẩm thành về chuyện thân thế thẳng cho tới khi sư phụ của hắn qua đời. Trong lúc La Cẩm Thành chỉnh lý di vật của sư phụ mình, mới thấy bút ký sư phụ mình luôn, sau đó mới biết là lịch thân thế của mình. Chuyện xưa giữa cô bé Lọ Lem cùng Vương Tử Nhưng mà cô bé Lọ Lem cùng Vương Tử chung quy cũng chỉ là đồng thoại. Trong hiện thực, có quá nhiều tình huống có thể khiến cho một đôi tình lữ cúi đầu khuất phục. Mẹ của La Cẩm Thành là một cô bé lọ lem vương tử cũng thương bà nhưng rốt cuộc vương tử lại cúi đầu khuất phục lựa chọn công chúa mà kết quả sau cùng liền là cô bé lọ lem mẹ của la cẩm thành bị công chúa đánh bại sau đó thất vọng rời đi phương minh nhìn la cẩm thành một lúc sau trầm giọng hỏi vậy người cha kia của anh đâu rồi ông ấy chết rồi luyện công bị tâm ma nhập vào cơ thể tàu hỏa nhập ma mà chết la cẩm thành giọng điệu bình thản giống như đang nói tới một người không chút quan hệ với hắn trên thực tế quả thật là như vậy về người cha này trong lòng la cẩm thành chỉ có hận mà không có một chút thân tình dù sao trước đây chính vì quyết định của cha mà hại mẹ anh ta bỏ nhà ra đi sau khi sinh ra la cẩm thành liền rời khỏi nhân thế đối với cha mình đối với cả nhà họ la trong lòng la cẩm thành chỉ có hận mà không có thân tình hơn nữa cả đời này hắn cũng sẽ không coi mình là người nhà họ la la huỳnh vừa đi ra ngoài là tôi muốn lấy một vật của mẹ tôi năm đó khi mẹ tôi rời khỏi nhà họ la có lưu lại một số đồ vật tại nhà họ la chỉ là không nghĩ tới là gặp hai người bọn hắn sau đó liền sinh ra xung đột. Nghe được lời nói của La Cẩm Thành, Phương Minh đã hiểu rõ, La Cẩm Thành đi tìm đồ vật của mẹ anh ta luôn, thế nhưng ở đó anh ta lại gặp hai anh em cùng cha khác mẹ. Rất hiển nhiên, La Cẩm Thành không phải là đối thủ của hai người kia. Điểm này Phương Minh cũng có thể lý giải, hai người anh em kia của La Cẩm Thành là người được hưởng thụ tài nguyên tu luyện của nhà họ La, từ lúc bắt đầu đã vượt trước La Cẩm Thành rất nhiều. Sư phụ của La Cẩm Thành chẳng qua chỉ là trưởng môn của một môn phái nghèo túng, đâu thể nào so sánh với nhà họ La. "Ông chủ Phương, đây là chuyện riêng của tôi." La Cẩm Thành nghiêm mặt nhìn về Phương Minh, Phương Minh hiểu ý của La Cẩm Thành, đó chính là không hy vọng hắn nhúng tay vào ân oán giữa La Cẩm Thành và nhà họ La. "Tôi hiểu mà." Phương Minh gật đầu đáp ứng Trên thực tế hắn cũng là bất lực Đối với hắn và La Cẩm Thành Thì nhà họ La là một quái vật lớn Có lẽ dựa vào tên tuổi của sư phụ mình Người nhà họ La có thể cho hắn một công đạo Nhưng kết quả như vậy Sợ rằng không phải là thứ mà La Cẩm Thành mong muốn Có một sư phụ mạnh mẽ Làm chỗ dựa vững chắc Có thể khiến người khác nhúng nhường ba phần Thậm chí muốn kết giao Nhưng điều kiện tiên quyết là không va chạm và lợi ích riêng của những người đó. Nếu như sư phụ của mình đến đây, chắc chắn nhà họ La không nói hai lời, liền sẽ giao người đã thương La Cẩm Thành ra. Nhưng mà mình còn chưa có năng lượng lớn như vậy. Thực lực Giới tu luyện rốt cuộc vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện. Hai người trầm mặt, rốt cuộc phương minh rời khỏi nơi đó, đi về gian phòng của mình. Ngày hôm sau, khi tia nắng ban mai đầu tiên rơi trên mặt đất, toàn bộ tổ trạch nhà họ La một mảnh náo nhiệt. Vô số người đi về sân tu luyện của nhà họ La. Sân tu luyện của nhà họ La chiếm diện tích lớn, sắp xỉ với một sân đánh gôn. Mà giờ khắc này, ở sân tu luyện đã hội tụ rất nhiều người. Phía trước đài cao trên cùng của sân tu luyện, có bày 303 cái bồ đoàn. Mà những người đi tới sân tu luyện này, không ai ngồi trên bồ đoàn mà chỉ đứng sau những bộ đoàn kia Bởi vì họ biết Lấy thân phận của họ Còn chưa có tư cách ngồi trên bộ đoàn này Ông Tổ nhà họ La giảng đạo 3 ngày Đây là ngày đầu tiên Mà địa điểm giảng đạo Chính là sân tu luyện này Đã đến rồi ư Người của nhà họ Trương đã tới Nhà họ Vương cũng tới rồi Khiến đám người này xôn xao chính là năm sáu bóng người xuất hiện ở sân tu luyện. Đây đều là người của những gia tộc nổi danh trong giới tu luyện. Dưới sự dẫn dắt của con cháu nhà họ La, người của nhà họ Vương cùng nhà họ Trương ngồi xuống hàng bồ đoàn cuối cùng. 303 bồ đoàn này là người nhà họ La căn cứ vào thực lực và thân phận của khách mời rồi phân ra. Đương nhiên, cho dù là người ngồi trên bồ đoàn cũng đều có sự phân chia mạnh yếu, bối cảnh càng mạnh thực lực bản thân càng mạnh thì vị trí ngồi ở phía trên theo người nhà họ vương nhà họ trương tới những người khác cũng nhao nhao đến đây những người này không ngoại lệ đều có con cháu nhà họ la đi cùng điều này cũng có nghĩa những người tài giỏi này là khách chân chính được nhà họ la mời về phần những người đứng trên quảng trường đều là tự mình tìm tới nói trắng ra những người này có người đến bị nghe ông tổ nhà họ la giảng đạo có người đến vì góc vui mở mang tầm mắt nhưng không phải ai cũng có thể vào tổ trạch nhà họ la những người này đều đã đưa lễ vật chúc mừng không rẻ mới đổi lấy cơ hội đến sân tu luyện này phương công tử anh la mời đi theo tôi dưới sự dẫn dắt của la dương phương minh cùng la cẩm thành cũng xuất hiện trên sân tu luyện sự xuất hiện của hai người khiến không ít người chú ý chỉ là đám người ở đây nhìn Phương Minh cùng La Cẩm Thành lạ mắt, không cách nào đoán ra thân phận của hai người. La Dương một đường dẫn Phương Minh và La Cẩm Thành hướng phí bộ đoàn đi tới, hơn nữa cũng không hề dừng ở những bộ đoàn phía sau, mà là trực tiếp đi qua những bộ đoàn này, cuối cùng dừng ở hàng thứ năm. Anh La, mời ngồi. Ánh mắt của La Dương nhìn về La Cẩm Thành la cẩm thành ngồi xuống ở một hồ đoàn hàng ghế thứ năm hàng thứ năm nha vậy khẳng định là con em thế gia đến từ gia tộc lớn hoặc là môn phái lớn rồi chỉ là nhìn không có quen mặt không biết là con em của nhà nào những người tu luyện vây xem tò mò suy đoán thân phận của phương minh và la cẩm thành mà trong số những con em đang giữ gìn trật tự của nhà họ la có hai người âm trầm nhìn chăm chăm la cẩm thành Tình hỗn đảng này Sao có tư cách ngồi ở đó chứ Chết tiệt Năm xưa cũng bởi vì anh ta Và người mẹ kỹ nữ của anh ta Mới khiến cho cha sinh ra tâm ma Dẫn tới lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma Tình hỗn đảng này nên đi chết đi Hai người này chính là anh em cùng cha khác mẹ của La Cẩm Thành Ngày hôm qua khi La Cẩm Thành đi đến viện năm xưa mà mẹ của hắn ở, đúng lúc gặp hai người này song phương đầu tiên là tranh cãi, sau đó lập tức đánh nhau. Tuy rằng La Cẩm Thành thụ thương nặng hơn, thế nhưng trên mặt của hai người này cũng có một số vết thương. Trong đó có một người trên trán sưng lên một mảng to. Hắn ta có tư cách gì mà ngồi chỗ kia? Tôi nhất định phải tố cáo với trưởng lão. Trong khi hai người còn đưa đôi mắt oán độc nhìn chăm chăm La Cẩm Thành, La Dương lần thứ hai hướng về Phương Minh phương tiên sinh mời tiếp tục cùng tôi đi tới la dương tiếp tục đi về phía trước phương minh mỉm cười nhà họ la quả nhiên là rất có chừng mực la cẩm thành là do mình đưa tới cho nên bố trí bộ đoàn hàng ghế thứ năm cho la cẩm thành như vậy cũng khá là cao rồi thế nhưng không phải là hàng đầu tiên thấy la dương dẫn theo phương minh tiếp tục đi về phía trước những người vây xem lại phát ra tiếng bàn tán xôn xao bọn họ cho rằng Phương Minh cùng La Cẩm Thành hẳn là nên ngồi hàng ghế thứ năm Thật không ngờ vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hàng thứ năm hàng thứ tư hàng thứ ba Khi La Dương dẫn theo Phương Minh đi tới hàng thứ nhất, mặc dù chỉ là ngừng ở trên một bồ đoàn, thế nhưng vẫn khiến cho những người tu luyện vây xem khiếp sợ không thôi. Mà ngay cả những người đã ngồi vào bồ đoàn rồi cũng đều rơi rít liếc xéo mà nhìn. Người này có địa vị gì? Dĩ nhiên có thể ngồi hàng thứ nhất. Dựa theo tin tức tôi thăm dò từ người nhà họ La, ngồi hàng thứ nhất đều là cường giả địa cấp, hơn nữa đều là cường giả cấp bậc địa cấp hậu kỳ. Cho dù là đệ tử trước thập đại gia tộc cùng đệ tử của thập đại môn phái tới đây, cùng lắm cũng chỉ ngồi hàng thứ hai thứ ba thôi. Không sai, những đệ tử kia tuy rằng có thân phận tôn quý nhưng suy cho cùng vẫn chưa có đủ thực lực không thể nào khiến một đám cường giả địa cấp hầu kỳ ngồi sau họ được người trẻ tuổi kia rốt cuộc có thân phận gì xem ra còn chưa đến địa cấp dựa vào cái gì mà được người nhà họ la ưu đãi như vậy trong lúc những người tu luyện ở đây không ngừng nghị luận trong đám người có người lên tiếng tôi biết anh ta là ai trong số những người được mời tham gia trẻ tuổi như vậy hơn nữa còn có thể được người nhà họ la đối đãi như thế sợ rằng chỉ có một vị kia thôi lời này vừa ra hiện trường đột nhiên yên ắng ngay sau đó lại bạo phát ra tiếng nghị luận sôi nổi hơn tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ cùng hâm mộ nhìn về bóng lưng của phương minh là đệ tử của bổ thiên chí tôn phương minh phương công tử không sai tôi nghe người nhà họ la nói qua đó hôm nay đệ tử của bổ thiên chí tôn cũng sẽ tới mà cũng chỉ có thân phận đệ tử của chí tôn mới có thể khiến cho người nhà họ la đối đãi như vậy thôi đừng nói là đệ tử chí tôn cho dù là người hầu của chí tôn nhưng nếu như đến đây thì nhà họ la phải chiêu đãi như khách quý hoàn toàn có tư cách ngồi hàng thứ nhất đoán được thân phận của phương minh nét khiếp sợ trên mặt những người tu luyện này đều biến mất cũng không có một chút bất mãn nào đệ tử của chí tôn nên nhận được đãi ngộ như vậy. Phải biết rằng, Bộ Thiên Chiến Tôn là một vị chiến tôn duy nhất trong gần 200 năm nay. Có thể nói là người mạnh nhất trong giới tu luyện. Mà Phương Minh lại là, là đồ đệ của ông ấy, còn là đồ đệ duy nhất. Có thể hiểu được thân phận của Phương Minh tôn quý ra sao. Chết tiệt! Sao anh ta có thể quen biết với Phương Công Tử? <laughs> có Phương Công Tử làm chỗ dựa sợ rằng muốn đối phó với anh ta lần nữa là không có dễ dàng đâu sau khi hai người anh em cùng cha khác mẹ của la cẩm thành biết thân phận của phương minh sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu tuy rằng bởi vì cha của bọn họ chết đi khiến địa vị của cả nhà bọn họ trong gia tộc giảm đi nhiều thế nhưng cũng biết một số cử động của gia tộc ví dụ như gần đây gia tộc vẫn luôn muốn kết giao với phương công tử nếu như lúc này bọn họ chọc giận phương công tử cao tần trong tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn họ <laughs> coi như là anh ta gặp may nhưng anh ta không có đủ khả năng kè kè bên cạnh phương công tử mãi rồi chúng ta cũng có cơ hội thôi trong khi hai người anh em của la cẩm thành không ngừng oán hận lại có thêm người xuất hiện niệm giao băng một thân váy dài màu trắng cùng mấy cô gái dung mạo khí chất phi phàm đi vào trong sân tu luyện. Những người này đều là mỹ nhân nổi danh trong giới tu luyện, rốt cuộc nhau nhau ngồi hàng ghế thứ hai. Trước khi niệm giao băng ngồi xuống, còn đưa mắt nhìn hướng Phương Minh. Bà Phương Minh cũng quay đầu lễ phép cười. Kết quả lại đưa tới mấy cô gái bên cạnh niệm giao băng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ba người phụ nữ gộp lại thành một đàn kịch. Điểm này cho dù là những mỹ nữ trong giới tu luyện này cũng là không ngoại lệ. Mỹ nữ luôn luôn hấp dẫn con mắt. Bọn người niệm giao ban tới, ngược lại giúp Phương Minh thoát khỏi một số ánh mắt soi mói. Mà theo sát sau, những khách mời khác của nhà họ La cũng tới. Chẳng qua, những người này đến rồi đều phải tò mò quan sát vài lần. Dù sao hiện nay, hàng bồ đoàn thứ nhất chỉ có Phương Minh một người. Hơn nữa, lại còn trẻ như vậy tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. 9 giờ, đang lúc mọi người lục tục kéo đến sân tu luyện thì một bóng người xuất hiện, mà người này vừa xuất hiện liền làm cho xung quanh lặng ngắt như tờ. Nhị công tử một võ của Tứ đại công tử xuất hiện rồi. Tứ đại công tử là một cái tên mà không một ai trong giới tu luyện không biết, đó là những người mạnh nhất dưới 40 tuổi tứ đại công tử chính là mạnh nhất. Về điều này không có bất kỳ dị nghị nào. Nhị công tử, nhị công tử tới rồi. Tại chỗ không ít người nhao nhao chào hỏi một võ. Còn một võ thỉnh thoảng cũng gật đầu bước nhanh về phía bộ đoàn cuối cùng. Tới hàng ghế đầu tiên thì ngừng. Lúc này hàng đầu tiên chỉ có một mình phương minh. Ánh mắt một võ tự nhiên nhìn thấy phương minh. Mà cảnh này làm cho không ít người đang có mặt cảm thấy thật là quái dị. Bởi vì bọn họ đều biết chuyện giữa Phương Minh và một võ, một công tử, một đệ tử chí tôn, giữa hai người bùng nổ hoa lửa khiến cho mọi người tràn đầy chờ mong. Một công tử, chỗ của ngài là ở đây. Đệ tử phụ trách của La Gia mời một võ, lúc này khuôn mặt toát mồ hôi hột. Hai vị này ngàn vạn lần không nên ở chỗ này dằn co, hai phe đều là khách quý mà La Gia mời, tuyệt đối không thể nào để xảy ra sai lầm. Một võ thu hồi ánh mắt, sau đó đến một bộ đoàn khác, cách xa chỗ này rồi ngồi xuống nhìn Phương Minh. Có thể tưởng tượng, đây là La Gia cố ý an bài, đem Phương Minh và một võ tách ra xa một chút. Một võ sau khi ngồi xuống, lại có mấy bóng người hiện ra. Đây là mấy vị lão giả, mà mấy vị lão giả này vừa xuất hiện cũng làm cho hiện trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì mấy vị lão giả này toàn thân tản mắt ra khí tức cường đại, làm cho tu luyện giả đang có mặt đều cảm thấy bị đè nén. Những lão giả này đều là cường giả địa cấp, hơn nữa không giống với một võ, họ đều là cường giả địa cấp hậu kỳ. Mấy vị cường giả địa cấp hậu kỳ này tản mắt ra uy áp khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Ngay cả một võ cũng nhíu chân mày. Bất quá cũng may Chính là những lão giả này Đã thu hồi uy áp phóng ra Những lão giả này cũng biết Bọn họ là được mời tới Để tham dự lễ Chứ không phải tới để triển lộ thần uy Hàng bộ đoàn đầu tiên Những lão giả này rốt cuộc cũng ngồi đầy Mà những lão giả này Cũng chú ý đến phương minh và một võ Bất quá không giống những người khác Chính là những lão giả này thật ra không có biểu lộ vẻ giao hảo. Thứ nhất, là bởi vì thân phận của họ, thứ hai, lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để kết giao. Sau khi tiếng chuông trong nhà thờ tổ của Lai gia vang lên 9 lần, khuôn mặt mọi người đều lộ ra chờ mong. Tiếng chuông vang lên 9 lần, đó là một quy củ trong giới tu luyện, bắt đầu từ cấp bậc địa cấp, mỗi một lần đề thăng cảnh giới đều chúc mừng, mà mỗi một cảnh giới chung lại vang lên một lần. Chín lần chính là ý nghĩa địa cấp tầng thứ chín. Còn như nghi lễ chúc mừng cường giả thiên cấp thì những người ở chỗ này chưa từng thấy. Lời nói khó nghe, ngoài trừ cường giả địa cấp, đời này của những tu luyện giả khác đều không có cơ hội nhìn thấy cường giả thiên cấp. Mà cho dù là địa cấp cường giả, không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy. Đây không chỉ là bởi vì thân phận của thiên cấp cường giả tôn quý quan trọng hơn chính là thiên cấp cường giả quá hiếm hoi có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thiên cấp cường giả ngày thường căn bản sẽ không xuất hiện đều đang bế quan tu luyện trùng kích cảnh giới cao hơn tiếng chuông vang chín lần khi tiếng chuông thứ chín vừa dứt một nguồn uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện mọi người trở nên biến sắc phương minh ngồi trên bồ đoàn cũng cảm nhận được đè nén vô sư chi lực trong người điên cuồng vận chuyển, nhưng vẫn không hề có tác dụng. Áp lực này như đại dương mênh mông, mà hắn là một con thuyền bé nhỏ, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn chôn vùi. Cảm ơn chư vị đến tham gia đại điển tầng thứ 9 của Lão Hữu. Thanh âm hùng hậu vang, áp lực kinh khủng biến mất. Phương Minh trước tiên nhìn về đài cao. Ở đó xuất hiện hình bóng của một lão giả chẳng qua là đưa lưng về mọi người. Cùng ngành lão tổ, hết thảy đệ tử của Lai gia lúc này cũng cùng kêu lên chúc mừng, từng ánh mắt mang theo vẻ cung kính và nhiệt huyết. Đây là lão tổ của Lai gia bọn hắn, bế quan 15 năm, rốt cuộc từ địa cấp tầng thứ 8 bước chân vào địa cấp tầng thứ 9. Lúc này, mọi người trên bộ đoàn cũng đều đứng lên, nhìn bóng lưng trên đài cao mà hành lễ. Đây là cường giả địa cấp tầng thứ 9 sao? Phương Minh thấy bóng lưng của lão giả La Gia, ánh mắt càng sáng hơn. Khi thế của lão tổ La Gia hiển nhiên là cường đại hiếm thấy. Mặc dù nói sư phụ của hắn là chí tôn, nhưng sư phụ chưa từng trước mặt hắn triển lộ khi thế. Vẹn vẹn chỉ là một bóng lưng tạo cho hắn cảm giác như đứng trước một ngọn núi cao, phản phất như một ngọn núi cao không thể vượt qua nhân cấp và địa cấp là được ngăn cách bởi một đường ranh giới. Mà sau địa cấp, mỗi một cảnh giới tiếp theo đều cần thực lực rất lớn mới đề thăng được. Phương Minh bây giờ đối với chuyện này đã vô cùng sâu sắc hiểu. Lúc trước, những lão giả kia cùng tản mát ra uy áp cũng chưa bằng một phần mười của lão tổ La Gia. Phải biết rằng, những lão giả này đều là cấp hậu kỳ, thậm chí có người còn đang ở cảnh giới địa cấp tầng 8. Lào Tổ La Gia quay lại Tuy là đầu tóc bạc trắng Nhưng tinh thần hưng phấn Mấu chốt nhất là thân thể rất cường tráng Khi huyết thịnh vượng Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ Căn bản không có người nào đã trăm tuổi Mà khí độ lại như mặt trời ban trưa Là Huỳnh chẳng những đột phá đến tầng thứ 9 địa cấp Mà lần này còn thay da đổi thịt Hy vọng sẽ có thể trùng kích thiên cấp một vị cường giả địa cấp tầng 8 khuôn mặt có vẻ hâm mộ. Cũng là trùng kích địa cấp tầng thứ 9, nhưng mà hắn lại thất bại. Tuy là thực lực vẫn còn, nhưng hắn biết rõ, với tình trạng của hắn bây giờ đã xuống dốc rồi, không còn cơ hội trùng kích địa cấp tầng 9, thọ mệnh cũng là lát đác không còn bao nhiêu. Là thường đưa mắt nhìn khắp một lượt, không có ai dám nhìn thẳng hắn, mà hàng ngàn người lúc này cũng là lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng con đường tu luyện nào mới là đúng bọn ta tu luyện là vì mục đích gì đấu với trời đấu với mình hay là đấu cùng người trong thiên hạ la thương vừa nói ra biểu tình mọi người liền trở nên nghiêm túc bởi vì bọn họ biết là tổ la gia bắt đầu giảng đạo rồi mà rất có thể những vấn đề khó khăn và bức tường ngăn cách khi bọn họ tu luyện lúc này cũng sẽ được giải đáp trong mắt ta tu luyện không phải là tranh đấu tu luyện là lĩnh ngộ đại đạo của thế giới này hết thảy đạo giáo đều nói đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh đạo là căn bản của thế giới này nắm giữ đạo cũng là nắm giữ tất thảy một ý niệm hoa nở hoa tàn đạo không có chỗ nào không có mặt có tiền nhân thấy cây khô gặp mùa xuân trăm năm mà lĩnh ngộ đạo. Có người thấy mây cuộn mây tan mà tỉnh ngộ trong một buổi sáng. Những thứ này đều là nắm giữ đạo. Thế gian vạn vật, mọi thứ đều dựa theo quy tích của đạo để vận chuyển. Dựa vào chúng ta mà nói, nắm giữ đạo chính là nắm giữ quy tích của đạo. Vô luận tu vi cảnh giới ra sao? Một buổi sáng ngộ đạo chính là thiên cấp cường giả. Câu nói sau cùng của La Thương làm cho không ít người ở đây biểu tình trở nên kích động. Chỉ cần ngộ đạo chính là thiên cấp cường giả. Đây quả thực là không thể tưởng tượng được ai. Lão Phu sau khi đột phá đến cảnh giới địa cấp tầng 9, gần đây mới hiểu ra, cái gọi là thiên cấp chính là nắm giữ quỷ tích của đạo. Không ngộ đạo, thiên phú cao ra sao cũng không cách nào bước vào thiên cấp giống như sấm sét lời nói của la thương đã lật đổ nhận thức của hết thảy những người tu luyện tư tưởng lúc trước của bọn hắn là để đạt tới cảnh giới thiên cấp cường giả thì phải từng bước tu luyện nhưng tự miệng của la thương nói ra tại sao lại biến thành lĩnh ngộ một người bình thường hàng ngày chỉ nghiên cứu đám mây cũng có thể trở thành thiên cấp cường giả có phải là nói khoác hay không nếu như vậy cũng có thể nói mọi người còn khổ cực tu luyện mà làm gì mỗi ngày nhìn chăm chăm một thứ thôi là được rồi đây là tiếng nói trong lòng của rất nhiều tu luyện giả đang có mặt chỉ là không có dám nói ra thôi mà phương minh giờ khắc này lại là có thêm lý giải khác bởi vì sư phụ hắn trước đây cũng đã nói với hắn mấy câu chỉ là không thấu triệt như vậy sư phụ hắn nói cho hắn biết tu luyện giả phải giỏi về quan sát thế gian vạn vật lĩnh ngộ quy luật vận hành của vạn vật, nhưng không thể cưỡng cầu. Nếu như lĩnh ngộ không được, không bằng buông đi. Thấy núi là núi, thấy nước là nước. Thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Đây là do đôi mắt và tâm tình quyết định, không đạt được cảnh giới thì khả năng lĩnh ngộ mạnh đến đâu cũng là vô ích. Phương Minh nhìn về La Thương, vị lão tổ La Gia này nói không có rõ, nếu thật là có người dựa theo lời hắn mà làm, kết quả sau cùng chỉ là lãng phí thời gian. Đương nhiên, những thứ này đối với tất cả mà nói quá mức hư vô mờ mịt. Lão Phu chỉ là dùng cái này để mở màn thôi. Là thường cũng biết, đại bộ phận đều không muốn nghe hắn nói chuyện này. Mọi người tại đây đều là nhân cấp và địa cấp cường giả. Thiên cấp đối với bọn hắn mà nói là quá xa vời. Cái này dường như một giáo sư đại học chạy đến vùng nông thôn cùng nông dân lý luận về Mark Lenin, trò chuyện phát triển kinh tế. Những thứ này nông dân nhất định là không muốn nghe, cũng nghe không hiểu. Ngược lại còn không bằng nói cho bọn họ biết làm sao có thể cho hoa màu tốt hơn, có thể cho thu hoạch càng nhiều hơn. Đây mới là thực tế nhất, cũng là thứ mà nông dân muốn biết nhất. Mà ở đây cũng giống như vậy, phần lớn mọi người đang có mặt đều muốn nghe những điều tâm đắc trong quá trình tu luyện. La Thương giảng đạo tổng cộng 3 ngày, là một vị cường giả địa cấp tầng 9. Dù cho chỉ tùy tiện nói một ít, đối với các tu luyện giả khác mà nói đều là ích lợi vô cùng. Cho nên, 3 ngày này tu luyện giả đến tu luyện tràng luôn luôn đông đủ, cho dù là đệ tử của những đại gia tộc kia cũng như vậy. Bởi vì cho dù là một vài gia tộc lớn cũng không nhất định có cường giả địa cấp tầng 9, mà cho dù là có, thì cường giả này cũng là định hải thần châm của một gia tộc, con em bình thường làm sao có cơ hội gặp mặt. Như là thường mà nói, còn cháu là gia, mặc dù đã gặp lão tổ này, nhưng cũng không có nhiều người có cơ hội nghe la thường giao huấn và chỉ điểm. Cho nên, cơ hội như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng là vô cùng trân quý. Ba ngày nói nhanh cũng nhanh. Rất nhiều người tu luyện cảm thán và tiếc nuối. Buổi giảng đạo của La Thương rốt cuộc cũng kết thúc. Được rồi, phần giảng đạo, Lão Phu đã nói xong. Kế tiếp, Lão Phu muốn tuyên bố một việc. Ta tin rằng tất cả mọi người có mặt tại đây chắc chắn cũng đều biết trước tin tức này. La Thương đứng trên đài cao, kết thúc giảng đạo, chuyển chủ đề. Mà lời của hắn cũng làm cho không khí nơi này trở nên sôi nổi Nhất là những người trẻ tuổi đang ngồi trên bồ đoàn Bọn họ càng chăm chú nhìn lên trên đài cao Lúc này đây, Lão Phu đột phá tới địa cấp tầng 9 Để ăn mừng, La Gia lúc này sẽ xuất ra một viên đại la kim quả đàn Khi La Thương nói xong lời này Có đệ tử của La Gia cầm một cái hộp đi tới đài cao Ánh mắt mọi người đều bị hộp này hấp dẫn không ít người còn nhìn đến đỏ mắt. Đại La Kim Quả Đan Sau khi uống, người đang ở cảnh giới địa cấp hậu kỳ có thể trực tiếp đề thăng một cảnh giới nhỏ. Mà cảnh giới nhỏ này, rất nhiều tu luyện giả tu luyện cả một đời đều không thể vượt qua. Tuy là đỏ mắt, nhưng mà không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, dám cơ ý đồ gì trước mặt một vị địa cấp cường giả, chẳng khác nào là muốn chết. Lão phu không cần giới thiệu nhiều về công hiệu của Đài La Kim Quả Đàn. La Thương nhìn xung quanh, đang dược chỉ có một viên, còn như quy tắc sẽ do tộc trưởng của La gia công bố. Đối với La Thương mà nói, một cường giả địa cấp tầng 9 như hắn không thể nào công bố quy tắc ở chỗ này. Cho nên, sau khi nói xong, liền đứng chắp tay ở nơi đó, còn tộc trưởng La gia đương nhiệm thì đi lên trên đài cao. Tộc trưởng của La gia Đầu tiên là hướng la thương hành lễ, sau đó xoay người nhìn về mọi người. Chưa vậy à, đại la kim quả đan cực kỳ trân quý. Viên này cũng là viên duy nhất là gia có. Nếu như không phải lúc này đây vì chúc mừng lão tổ đột phá tới địa cấp tầng 9, thì tuyệt đối không thể lấy ra. Mọi người biểu tình có chút quái dị. Theo như lời của tộc trưởng La Gia nói, thì toàn bộ La Gia chỉ còn lại có một viên đại la kim quả đan. Bọn họ không tin, bất quá, lúc này cũng không có ai dám cùng lão tổ La Gia tranh cãi. La Gia người ta có bao nhiêu cây đều là chuyện của La Gia. Lão tổ của chúng tôi rất là quý trọng nhân tài, mà lần này cũng có rất nhiều thanh niên tuấn kỳ tới. Cho nên, được lão tổ đồng ý, chúng tôi quyết định giờ khắc này, Đại La Kim Quả đang thuộc sở hữu của một trong những người trẻ tuổi tài cao anh Tuấn từ địa cấp trở xuống. Mọi người xôn xao một trận, nơi này đa số đều là địa cấp cường giả. Nghe tộc trưởng La Gia nói như vậy, từng người đều trở nên kích động. Bởi vì theo lời của tộc trưởng La Gia, bọn họ cũng có cơ hội tranh đoạt Đại La Kim Quả Đan. Mọi người, im lặng đi. Tộc trưởng của La Gia ngăn mọi người, sau đó tiếp tục nói. Còn việc ghi danh rất là đơn giản, đó là sau khi vào nhà thờ tổ của la gia bên trong tự nhiên sẽ có người nói cho mọi người biết quy tắc theo quy tắc người đứng đầu sẽ có được đại la kim quả đàn không khí của nơi này bị những lời nói của tộc trưởng la gia triệt để khuấy động rồi mà phương minh vào lúc này cũng cùng với niệm giao băng ở phía đối diện trao đổi ánh mắt bất quá phương minh cũng chú ý trừ hắn ra có không ít thanh niên đang ngồi trên bồ đoàn cũng nhìn về niệm giao băng rất hiển nhiên, như hắn đoán, tin tức này niệm giao băng không chỉ báo cho một mình hắn. Ngoài ra còn có một điều, là gia ta cam đoan với người cuối cùng đạt được Đại La Kim Quả Đan. Nếu như có thế lực nào khác dám có ý đồ với Đại La Kim Quả Đan, thì sẽ trở thành kẻ địch của La Gia Ta, sẽ bị La Gia Ta truy sát cho tới cùng. Nghe vậy con người của Phương Minh có chút co rút, nhìn ánh mắt nóng bỏng của các tu luyện giả trẻ tuổi ở đằng sau trong đầu của hắn cũng càng thêm nghi hoặc có thể ngồi trên bồ đoàn đều là những tu luyện giả có cấp bậc sau lưng đều có chỗ dựa vững chắc nếu thật sự chiếm được đại la kim quả đan cũng sẽ có thế lực sau lưng ra tay bảo vệ cũng có nghĩa là tộc trưởng la gia nói ra lời này thực tế là nói cho một vài tu luyện giả có bối cảnh và chỗ dựa vững chắc nghe mục đích là vì kích thích tính tích cực của bọn họ. Chỉ là La Gia làm như vậy là vì mục đích gì? Là để bảo vệ các tu luyện giả không có chỗ dựa sao? La Gia rốt cuộc có mục đích gì? Không chỉ một mình Phương Minh đang suy đoán mà các thế lực khác cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mà người của La Gia căn bản không lưu ý bởi vì có Đại La Kim Quả đang mê hoặc không ai có thể cự tuyệt cho dù là những đệ tử của các đại thế lực lớn cũng vô cùng khao khát Đại La Kim Quả Đan. Cho nên, dù biết trong này khẳng định có mờ ám, những người này cũng đều sẽ tham gia. Cuối cùng, tổng cộng có 300 người sẽ tham gia trận tranh đoạt Đại La Kim Quả Đan của La Gia lần này. Đây là do La Gia trải qua sàng chọn. Nếu không, còn có nhiều người hơn nữa. Bất quá, 300 người cũng là một con số kinh khủng đều là cường giả trẻ tuổi thuộc cảnh giới nhân cấp hậu kỳ. Có thể nói, đây đã là bao gồm tất cả tinh anh thuộc thế hệ trẻ của giới tu luyện. Nói không khoa trương chút nào, nếu như tất cả 300 người trẻ tuổi này xảy ra chuyện, toàn bộ giới tu luyện đều sẽ tuyệt tự, xuất hiện tình huống tre già mà măng chưa kịp mọc. Cũng chính bởi vì điểm này, mọi người mới thêm yên tâm hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù la gia cường đại cũng không dám để cho 300 cường giả trẻ tuổi gặp chuyện không may. Trừ phi là La Gia muốn thù địch với toàn bộ giới tu luyện, muốn bị giới tu luyện xóa tên. Dù sao, có một vài cường giả trẻ tuổi đều là đệ tử được các đại gia tộc và môn phái quan tâm bồi dưỡng. Nếu như xảy ra một hai chuyện không may, thì lửa giận này La Gia cũng không chịu nổi. Ngày tiếp theo, sáng sớm, Phương công tử mời đi theo tôi Khi Phương Minh đi ra sân La Dương đã chờ ở nơi đó rồi Dẫn Phương Minh đi tới một nơi Chính là hướng của tu luyện trường hôm qua Đợi khi Phương Minh đến nơi này Đã có mấy trăm người có mặt ở đây rồi Những người này đều là những người xuất phát Tới vùng đất tổ của La Gia Cũng là đối thủ cạnh tranh lúc này đây của Phương Minh Đối với Phương Minh Những người trẻ tuổi này cũng có tiền tòi nghiên cứu trong đó không ít người trong mắt còn mang theo địch ý. Người ở chỗ này cũng biết thân phận của Phương Minh. Nhưng mà ngấy con mới sanh không sợ cọp. Có một vài cường giả trẻ tuổi đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Hơn nữa, Chí Tôn cách bọn hắn quá xa. Ngược lại, bọn hắn đối với thân phận đệ tử Chí Tôn của Phương Minh cũng không quá quan tâm. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều từ trưởng bối hiểu qua rồi. Cạnh tranh cung cấp, chỉ cần không dùng âm mưu thủ đoạn gì cho dù là chí tôn cũng không nói được điều gì. Ngược lại, nếu như bọn họ có thể đánh bại Phương Minh, sẽ vang danh toàn bộ giới tu luyện này. Đơn cử một hình tượng ví dụ, bên cạnh có đệ tử chí tôn như Phương Minh, thật giống như trong trò chơi kèm theo đại boss, khiến tất cả mọi người đều nảy sinh định ý. Những người trẻ tuổi này đều muốn đạp Phương Minh xuống để vang danh thiên hạ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà những người này lộ ra ánh mắt căm thù. Đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là bởi vì Đại La Kim Quả Đan chỉ có một. Tất cả mọi người đều xem người bên cạnh là đối thủ cạnh tranh. Mà ở trong mắt bọn hắn, thân là đệ tử chí tôn như Phương Minh sẽ là một trong những đối thủ cạnh tranh có thực lực mạnh mẽ. Được rồi, chư vị đều đến đây đồng đủ, vậy lên đường đi. Quản gia của La Gia nhìn Phương Minh khẽ gật đầu Sau đó ánh mắt nhìn về phía những người còn lại Đánh mắt ra hiệu sang mấy chiếc xe buýt đậu một bên Đám người Phương Minh giống như đoàn du lịch Lần lượt lên xe buýt Xe rất nhanh lái ra khỏi nhà thờ tổ của La Gia Đi về phía thần nông giá Một giờ sau xe đến được khu vực thần nông giá Mấy năm nay thần nông giá cũng đang tiến hành mở rộng Cho nên xe trực tiếp lái vào đường núi cuối cùng dừng ở một sườn núi. So sánh với những tuyến đường du lịch khác, sườn núi này không có một bóng người, mà ở giữa đường còn có chướng ngại vật. Ngoài trừ xe buýt, những chiếc xe khác không còn cách nào đến gần. Đây là La Da đầu tư khai thác, không mở cho người ngoài, mà để đến được vùng đất tổ của La Da, phải vượt qua ngọn núi này. Đoàn người bước xuống xe, quản gia của La Da giải thích sơ qua vài câu. Theo sau chính là người của La Gia, họ cầm một thứ giống như là một mũ giáp màu đen. Mọi người, vùng đất tổ của La Gia không cho phép tiết lộ ra bên ngoài, cho nên tất cả đều phải đội thứ này. Chờ đến khi tới được vùng đất tổ của La Gia, tôi sẽ để mọi người tháo xuống, mà đoạn đường này đều sẽ do người của La Gia dẫn đường, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Quản gia của La Gia vừa nói xong, không ít thanh niên biểu tình trở nên có chút quái dị. Bởi vì ngoại trừ, lần này bọn họ đến tranh đoạt Đại La Kim Quả Đan, trưởng bối trong tộc hoặc là trưởng bối trong sư môn cũng đã giao nhiệm vụ cho bọn họ rồi. Đó chính là cố gắng điều tra rõ ràng vị trí vùng đất tổ của La Gia. Nhưng mà người La Gia hiển nhiên cũng liệu trước chuyện này, cho nên đã chuẩn bị xong từ trước. Sau khi Phương Minh đội mũ lên, cả người phản phất như bước vào một không gian hư vô ngay cả khí tràng di chuyển xung quanh đều không cảm ứng được. Phải biết rằng đối với hắn mà nói, coi như là nhắm hai mắt, bằng vào bản lãnh của mình cũng có thể cảm ứng được khí tràng biến hóa. Nhưng sau khi đội mũ lên, ngay cả khí tràng cũng không thể nào cảm ứng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái mũ này đúng là không đơn giản. Là nhiễu loạn từ trường sao? Phương Minh trong lòng cảm khái, hiểu rõ mũ này chắc chắn là sản phẩm công nghệ cao, chỉ là không nghĩ đến một thế gia tu luyện lại dùng đến loại sản phẩm khoa học kỹ thuật này, chỉ có thể nói là gia thật đúng là rất thức thời. Sau khi đội mũ lên, nhìn không thấy gì, bất quá người của La gia còn chuẩn bị một cây gỗ, đám người Phương Minh chỉ cần đi theo cây gỗ này là được. Một canh giờ trôi qua, Phương Minh dừng bước, bởi vì cây gỗ trong tay hắn đã được thả xuống cũng có thể nói đã đến nơi. Quả nhiên không lâu sau, liền có người tháo mũ của bọn hắn xuống. Được thấy ánh sáng một lần nữa, không ít người vừa mở mắt đã quay nhìn xung quanh. Phương Minh cũng như vậy, bất quá khi nhìn rõ tình huống xung quanh, trong mắt của hắn co rút một chút. Bốn phía đều là vực đá, cũng có thể nói bọn họ đã vào một sơn cốc, chỉ là cửa vào sơn cốc không biết ở nơi đâu. Nhớ lại đoạn đường đã đi, Phương Minh không xác định được là mình đi lên hay là đi xuống dưới. Bởi vì sau khi đội mũ lên, tất cả cảm giác đều biến mất, đi bộ hay không đều không có cảm giác. Rất có thể chúng ta đã đi qua một loại trận pháp đặc biệt nào. Trận pháp này che giấu cảm giác của chúng ta, cho nên thoạt nhìn chúng ta đi đường bằng, nhưng có thể là đang leo núi. Một vài người nhỏ giọng lầm bầm nhưng mặc kệ suy đoán ra sao thì chi ít người nhà họ La làm rất thành công vì người ở chỗ này không một ai biết được vị trí cụ thể của vùng đất tổ La Gia cho nên bọn họ đi lại lần nữa cũng không tìm ra nơi này Hoàng Ngân các vị trẻ tuổi tài cao anh Tuấn đã tới vùng đất tổ của La Gia ta một ông lão đột nhiên từ trong túp lều bên cạnh đi ra đầu tóc bạc trắng nhưng nhìn thấy vị lão giả này đệ tử La Gia ai ai trên mặt cũng lộ ra cung kính. Ta là La Thiên, tộc trưởng đời đầu của La Gia. Chư vị lúc này tới nơi này là vì muốn đạt được Đại La Kim Quả Đan. Lão Phu cũng không nhiều lời. Để lấy được, biện pháp rất là đơn giản. Chính là người nào chạy tới cây Đại La Kim Quả trước thì có thể có Đại La Kim Quả Đan. Mà cây Đại La Kim Quả Đan ở sâu trong thùng lũng này La Thiên chỉ tay về phía trước một cái, sân cốc này rất lớn, phía trước tức thì bị tầng tầng lớp lớp cây cối bao vây, giống như một khu rừng rậm. Nghe thấy cây đại la kim quả đang ở phía trước, không ít người ánh mắt đều rực sáng, còn La Thiên cũng biết được suy nghĩ lúc này của mọi người, nên không dài dòng mà trực tiếp nói. Hiện nay, mọi người có thể xuất phát. Ta chỉ nói một câu, lần này không có bất kỳ quy tắc gì Mặc kệ mọi người dùng thủ đoạn nào, chỉ cần là người đầu tiên chạy tới đích thì sẽ chiến thắng. Khi La Thiên vừa nói xong, liền có mấy bóng người chạy thật nhanh về phía trước. Những người này là muốn đi trước, chỉ cần hơn nhau một giây cũng là thắng rồi. Dù sao ở cảnh giới nhân cấp, mọi người đều là dựa vào sức của đôi bàn chân. Lúc này ai có tố chất thân thể cao thì chiếm được thế thượng phong. Phương Minh không nằm trong nhóm đầu tiên xông ra, trực giác nói cho hắn biết cánh rừng kia sẽ không đơn giản như vậy đâu. Nếu chỉ cần dựa vào tốc độ thì có thể giành vị trí đầu tiên. La Gia cần gì phải rườm rà như thế, trực tiếp tổ chức cuộc thi chạy nước rút bên ngoài vùng đất tổ là xong còn gì. Phương Minh không nằm trong nhóm đầu tiên vọt vào, nhưng cũng không nằm trong nhóm cuối, mà là đi theo đường lớn vào rừng. Bất quá khi tiến vào rừng, hắn quay đầu liếc nhìn La Thiên, cũng vừa phản thấy trên khuôn mặt già nu của đối phương xuất hiện một nụ cười ý vị thâm trường lão tộc trưởng như vậy thật sự có thể chứ sẽ không xảy ra chuyện gì ư sau khi đám người phương minh đều đi vào rừng một người đàn ông trung niên có chút lo lắng nhìn la thiên hỏi có thể xảy ra chuyện gì chúng ta đâu có làm gì đâu mọi thứ đều là bọn họ tự nguyện mà la thiên từ tốn nói nhưng dù sao đây cũng là thế hệ trẻ của toàn bộ giới tu luyện nếu thật sự xuất hiện vấn đề, chúng ta không biết phải giải thích với bên ngoài ra sao. Tại sao phải giải thích? Là thiên trong mắt có tia sáng lấy lên. Đại la kim quả dễ lấy được như vậy sao? Nếu như không có thực lực, lại không muốn từ bỏ, thì chính là từ tìm cái chết. Liên quan gì với la gia chúng ta? Lão thục trưởng, tôi hiểu rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu, lập tức tiếp tục nói bất quá một lần này trong đám người đó còn mấy người thân phận không tầm thường tỷ như phương minh là đệ tử của bổ thiên chí tôn nếu như hắn xảy ra chuyện gì thì biết nói sao yên tâm đi chúng ta lo lắng chuyện này những người kia cũng giống như vậy đám thanh niên này dám đánh bại phương minh nhưng mà không dám giết phương minh ta tin rằng trưởng bối của bọn chúng cũng dặn dò rồi la thiên không chút lo lắng bởi vì hắn thấy an nguy của phương minh không có vấn đề đệ tử của bổ thiên chí tôn phải có khả năng tự vệ chứ ngay cả lúc tranh đoạt những người dự thi khác quá đáng lắm cũng chỉ đánh bại phương minh không ai dám hạ sát thủ dù sao không phải ai cũng có thể chịu được lửa giận của một vị chí tôn nhưng mà la thiên cũng không ngờ là trong đám thanh niên đang hướng vào rừng cây có hai người không đi về phía trước như những người khác, mà ánh mắt chỉ quan sát những người khác nhằm truy tìm mục tiêu. Bởi vì bọn họ tiến vào rừng, căn bản không phải là vì Đại La Kim Quả Đan, mà là phải hoàn thành nhiệm vụ mà đại nhân giao cho bọn họ. Tiến vào trong rừng núi, Phương Minh nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất, cũng không vội vàng chạy mà cẩn thận quan sát khắp xung quanh. Khu rừng rất lớn, hơn 300 người sau khi tiến vào rừng rất nhanh liền bị rừng bao phủ. Có rất nhiều người có chung suy nghĩ với Phương Minh, chính là không thể lọt vào bẫy của đối thủ cạnh tranh, vậy nên mọi người sau khi tiến vào rừng đều tạo khoảng cách với nhau. Thế nhưng, ngay sau đó Phương Minh đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một cây đại thụ sau đó quát: "Đi ra!" Theo sau tiếng quát của Phương Minh, đằng sau cây đại thụ liền xuất hiện một bóng người, một chàng trai trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, quan trọng nhất là trên người của anh ta có vết máu khi nhìn thấy chàng trai này đồng tử của phương minh hơi co rút hắn có ấn tượng với chàng trai này lúc trước khi lão tộc trưởng nhà họ la tuyên bố bắt đầu chàng trai này nằm trong nhóm đầu tiên vọt vào trong rừng phương công tử khi chàng trai kia nhìn thấy phương minh trong mắt cũng hiện ra kinh ngạc rõ ràng hắn cũng biết phương minh Cảm giác được ánh mắt khó hiểu của Phương Minh Hắn cười khổ giải thích Phương Công Tử Nói thật với cậu Khu rừng này không yên bình đâu Ở đây có mấy con giả thú rất là mạnh Giả thú sao Phương Minh hơi kinh ngạc Giả thú đối với người thường đúng là rất mạnh Nhưng đối với người tu luyện thì không tính là gì Đạt được cấp nhân hậu kỳ Cơ bản sẽ không e ngại giả thú Những con giả thú này có một phần đã thành tinh rồi. Tôi chính là bị một con lợn rừng cắn cho bị thương. Nếu tôi không chạy nhanh, e rằng giờ này chết trong đây rồi. Chàng trai trẻ cười khổ lấy tay chỉ xung quanh. Phương Minh cũng chú ý thấy mấy cây đại thụ quanh đây có mấy cây đã ngã xuống. Hơn nữa chỗ gãy không hề có quy tắc. Cũng không phải là do con người chặt. Vừa nhìn là biết đây là do một lực rất mạnh đập vào mới bị gãy có thể đánh gãy cây cối không chỉ có một cây thì sức mạnh của con lợn rừng này có thể đoán khủng khiếp ra sao ít nhất phương minh cũng không dám cam đoan mình dồn toàn lực vào một đòn mà có thể đánh gãy một cây đại thụ phương công tử tôi đã chuẩn bị bỏ cuộc rồi chàng trai tỏ ra không hề cam lòng chút nào nhưng mà anh ta biết mình bị thương thì đã mất đi tư cách cạnh tranh đây mới chỉ là ngoài bìa rừng mà thôi mà đã nguy hiểm đến như vậy rồi có thể đoán được vào sâu bên trong còn nguy hiểm ra sao Phương Minh không nói gì thêm đối phương quyết định bỏ cuộc hay không thì không liên quan gì đến hắn nhưng đối phương coi như cũng đã cảnh cáo cho hắn trong khu rừng này không chỉ phải cẩn thận với đối thủ cạnh tranh mà còn phải cẩn thận với các loại giả thú khác mà hắn không biết Tiếp tục đi về phía trước chỉ chưa đầy 3 phút Phương Minh lập tức đề phòng ánh mắt nhìn chăm chăm bụi cỏ phía trước bên kia bụi cỏ rung rung phát ra tiếng động ngay sau đó một đôi mắt hung ác gắt gao nhìn chăm chăm phương minh tiếp sau một thân hình cao lớn đi ra từ bụi cỏ lợn rừng nhìn thấy con lợn rừng này con người của phương minh liền cứng lại đây chính là con lợn rừng mà người thanh niên khi nãy gặp hơn nữa khi thế phát ra từ con lợn rừng này cho hắn biết đây không phải là một con lợn rừng bình thường. Con lợn rừng không ngừng cào chân trước trên mặt đất, miệng rống lên giận dữ. Sau đó trực tiếp chạy thẳng về Phương Minh, tốc độ nhanh tới nổi, báo xăng cũng không có bị kịp. Phương Minh không ngần chiến chính diện, mà dẫm một chân nghiêng người qua bên trái. Khó khăn lắm mới tranh thoát cú đâm đầu của con lợn rừng này. Mặc dù là vậy, hắn vẫn hơi lảo đảo một chút, đủ để thấy tốc độ con lợn rừng này nhanh cỡ nào luồn khí kéo theo cũng đầy uy lực không đánh ngã được phương minh con lợn rừng kia không cam lòng rống lên mấy tiếng xoay người bắt đầu tiến lên rõ ràng không đánh ngã phương minh sẽ không dừng tay đây là đặc tính hung hãn của lợn rừng vậy nên rất nhiều thợ săn cũng không mong muốn bị lợn rừng nhìn trúng cho dù muốn săn lợn rừng cũng phải chuẩn bị sao cho bắn một phát là chết một khi không thể lập tức giết chết lợn rừng tính hùng hãn của lợn rừng sẽ bộc phát Xúc sinh Đúng là muốn tự tìm đường chết đây mà Trong mắt của Phương Minh lóe lên hàng quan Lần này hắn không tránh né Mà trực tiếp tung một quyền hướng đến con lợn rừng Nắm tay va chạm cùng đầu của lợn rừng Phương Minh lùi về sau cả chục bước mới đứng vững Còn con lợn rừng này hai chân mềm nhũng khủy gối trên mặt đất Nhưng mà nhanh chóng đứng lên, nhè răng nanh tiếp tục vọt đến chỗ Phương Minh. Phương Minh cười lạnh, đối mặt với sinh vật như lợn rừng. Lúc này tuyệt đối không được lùi bước. Càng lùi về sau, càng khiến tính hung hãn của nó bộc phát. Chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Nắm tay của Phương Minh không ngừng va chạm với đầu của con lợn rừng. Một đấm, hai đấm. Sau mười đấm, năm đấm của Phương Minh đều đã rách da, máu dính đầy tay. Có máu của hắn, cũng có máu của lợn rừng. Bởi vì lúc này đầu con lợn rừng cũng đầy vết máu do bị phương minh liên tục đấm vào súc sinh thật là kiên cường trên trán của phương minh cũng lâm tấm mồ hôi chảy xuống lấy cứng đấu cứng cùng con lợn rừng cũng khiến cho hắn tiêu hao rất lớn hai tay bấm niệm thần chú phương minh chuẩn bị thi triển thuật pháp giờ phút này tốc độ của lợn rừng đã giảm có đủ thời gian để hắn thi triển thuật pháp thế nhưng ngay khi hắn bấm tay niệm thần chú con lợn rừng kia đột nhiên rống một tiếng về phía hắn ngay lúc phương minh cho rằng con lợn rừng đang muốn bắt đầu tấn công thì con lợn rừng này đột nhiên quay đầu sau đó chạy như bay vào sâu trong rừng cây lợn rừng bỏ chạy rồi sao phương minh không thể nhịn cười được con lợn rừng này vậy mà còn biết chiêu dương đông kích tây cố ý dùng tiên rống dụ dỗ mình sau đó xoay người chạy trốn con lợn rừng này đúng là thành tinh rồi ư ừ. Tuy nhiên, Phương Minh không có ý định để cho con lợn rừng này sống mất. Ngừng bấm tay niệm thần chú, hắn chạy đuổi theo hướng mà con lợn rừng bỏ trốn. Vài phút sau, trong một lùng cỏ, con lợn rừng nằm trên mặt đất, cả người máu tươi đầm đìa. Còn Phương Minh đang đứng bên cảnh sát con lợn rừng, nhìn chăm chăm vào hòn đá đang tỏa ra ánh hào quang mỏng manh trong lòng bàn tay, nhíu mày suy tư. Không khác viên tinh đang muốn thành hình là mấy, Lúc trước Phương Minh từng có một viên tinh đan Sau khi giết con lợn rừng này Hắn tìm thấy trong cơ thể của lợn rừng Một hòn đá mà hắn đang cầm trên tay Khi tức của hòn đá này Với viên tinh đan trước kia của hắn giống nhau Chỉ là vẫn chưa thành hình mà thôi Nhưng Phương Minh cũng biết Nếu con lợn rừng này không chết Chỉ sợ không tới vài năm Nó có thể sẽ trở thành tinh quái Ngoài bì rừng Mà đã có một con lợn rừng suýt nữa Đã trở thành tinh quái thế này tổ địa của nhà họ La siêu phạm như vậy ư? Phương Minh thấy thắc mắc trong lòng. Tinh đan của tinh quái đối với rất nhiều người tu luyện mà nói đều là vật đại bổ. Nhà họ La không có khả năng không biết tình hình khu rừng này. Mà lấy thực lực của nhà họ La hoàn toàn có thể tiêu diệt sạch bọn tinh quái này, cướp lấy tinh đan, không cần phải để lại cho bọn hắn. Nhà họ La rốt cuộc muốn làm gì đây? Phương Minh trầm tư, hiện nay hắn có thể xác định nhà họ La tuyệt đối là có âm mưu. Hơn nữa ngay lúc này, hắn đang liên tưởng đến một khả năng. Nhà họ La hứa sẽ bảo vệ người có được viên Đại La Kim Quả Đan. Điều này đối với những người trẻ tuổi chưa có nền tảng chính là một chất xúc tác, khiến họ sử dụng hết toàn lực để tranh đoạt vị trí đứng đầu. Tuy nhiên, nếu trong khu rừng này có tinh quái, hơn nữa số lượng không ít, vậy những người trẻ tuổi này có khả năng lớn sẽ chết trong tay của những tinh quái này trong đầu của phương minh chợt nghĩ tới một từ vật hy sinh vật hy sinh đây là từ vừa chợt lóe ra trong đầu của phương minh lời hứa của nhà họ la kích thích những người tu luyện không có nền tảng này dốc hết sức chiến đấu lấy ví dụ là chàng trai lúc nãy mà hắn vừa gặp cho dù bị lợn rừng tập kích bị trọng thương nhưng vẫn không bỏ cuộc tuy đối phương nói đã quyết định bỏ cuộc nhưng trong lòng phương minh biết rõ người đó thật ra không hề nói thật một người thật sự quyết định bỏ cuộc làm sao lại trốn sau cây đại thụ chứ điều nên làm nhất không phải là rời khỏi khu rừng này hay sao trốn sau cây đại thụ cho thấy người này cũng không phải thật sự cam tâm ra về như vậy chỉ là anh ta muốn nghỉ ngơi một chút sau đó khả năng lớn là sẽ tiếp tục đi về phía trước bởi vì anh ta cho rằng mình bị thương vậy những người khác cũng có thể bị thương vậy nên anh ta vẫn còn cơ hội đây là kết quả từ lời hứa của nhà họ la nếu không có lời hứa của nhà họ la người này chắc chắn sẽ bỏ cuộc dù sao cứ xem như anh ta thật sự may mắn có được đà la kim quả đan nhưng sau lưng không có chỗ dựa vững chắc có thực lực thì cũng không thể nào giữ được đà la kim quả đan này thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý này không ai không rõ chỉ có một chuyện phương minh không nghĩ ra chính là nhà họ la vì sao phải làm như vậy muốn để cho một đám người đóng vai vật hy sinh loại bỏ những người tu luyện có thiên phú tiềm ẩn để thế hệ trẻ nhà họ la trở thành một nhánh siêu phàm sao điều này có khả năng gần như bằng không bởi vì đối với thế hệ trẻ nhà họ la mà nói đối thủ cạnh tranh của họ là đệ tử đến từ các đại gia tộc đại môn phái giống như họ chứ không phải là những người tu luyện trẻ tuổi không cần dùng đến bối cảnh này. Không đoán ra được mục đích của người nhà họ la, Phương Minh cũng không tiếp tục suy đoán. Lấy viên tinh đan của con lợn rừng này cất vào trong người, Phương Minh tiếp tục đi. Khu rừng rất lớn, hơn nữa càng đi vào sâu, càng có thể cảm nhận bầu không khí ngưng trọng. Vết máu trên bụi cỏ, quần áo rách rưới dính máu, xác một vài con giả thú. Những điều này nói cho Phương Minh biết, ở đây đã trải qua trận chiến thảm thiết. Trong một tiếng đồng hồ, bản thân Phương Minh cũng gặp phải mấy con giả thú. Mỗi một con đều mạnh hơn con lợn rừng kia rất nhiều. Nhưng hắn cũng đã đoán trước, càng đi vào sâu bên trong sẽ càng gặp nhiều giả thú mạnh hơn nhiều. Cứu, cứu tôi! Trong bụi cỏ cách đó không xa, Phương Minh nghe thấy tiếng kêu cứu. Thế nhưng chưa kịp đợi hắn tới cứu, một con báo săn đã ngậm người thanh niên nhanh chóng biến mất sâu vào trong rừng. Phương Minh không đuổi theo bởi vì khu rừng nguy hiểm khắp nơi. Hơn nữa, những con giả thú này rất là thông minh, không chừng đó là một cái bẫy. Đợi cho hắn truy đuổi đến sẽ lâm vào sự bao vây của các con giả thú khác. Cứu người, phải dưới điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân mình trước tiên. Nếu hắn có đủ thực lực, hắn sẽ đi cứu ngay. Không đủ thực lực thì chỉ đành bỏ sau 3 tiếng đồng hồ, sắc trời cũng bắt đầu nhá nhèm tối. Lúc này ngay cả Phương Minh cũng dính máu khắp người. Đương nhiên thu hoạch của hắn là hơn 12 viên tinh đan chưa thành hình. Nguy hiểm khi đi vào trong rừng vào đêm tối không cần nghĩ cũng biết. Phương Minh không tiếp tục đi mà chọn dần chân đợi đến hừng đông. Tuy nhiên Phương Minh không đốt lửa trên đất, cũng không ở dưới đất mà leo lên một cái cây đại thụ, sau đó dựa lưng vào thân cây, đốt lửa trong rừng một là có thể sưởi ấm hai là có thể phòng ngừa các động vật giả thú đến gần dù sao đa số động vật đều sợ lửa nhưng đối với phương minh mà nói tổ chức cơ thể của hắn trong khu rừng này không cần sưởi ấm mà giả thú trong khu rừng cũng có thể không sợ lửa vậy nên đốt lửa chỉ làm lộ vị trí của mình thôi sau khi trèo lên cây phương minh nhìn khắp xung quanh cả khu rừng chìm trong màn đêm không hề có một đốm sáng cho thấy những người khác cũng giống như hắn đều không đốt lửa màn đêm ngày càng dày đặc phần minh đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra nhìn xuống bên dưới dưới cây đại thụ trong bóng tối xuất hiện hai bóng người anh à em thấy tối nay hay là bỏ đi ngày mai lại truy đuổi tiếp khu rừng này quá là nguy hiểm vì ban đêm đối phương buông lỏng phòng bị nên anh mới quyết định ra tay chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ rời khỏi nơi này đại la kim quả đan chúng ta không cần ở trên cây phương minh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người dưới tàn cây hắn nhướng mày dựa theo cuộc đối thoại của đối phương thì hai người này vào đây cũng không phải vì tranh đoạt đại la kim quả đan mà là vì đối phó với một ai đó chỉ có điều với mức độ nguy hiểm của rừng này nếu hai người thật sự đạt được mục đích cũng sẽ không bị phát hiện ra chỉ cần để trách nhiệm này cho mấy con tinh quái vậy là được rồi đại ca chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu một khi bị bại lộ chúng ta phỏng chừng sẽ xong đời đó nhảm nhí nếu như bị bại lộ đừng nói là chúng ta ngay cả đại nhân cũng không gánh nổi hậu quả đâu dù sao đó cũng là đệ tử của chí tôn đó cũng là nguyên nhân vì sao đại nhân muốn chúng ta đồng thủ ở trong này vốn đang bình tĩnh nghe lén nhưng khi nghe thấy những lời hai người vừa nói, trong mắt của Phương Minh liền hiện ra sát khí. Hóa ra, hai người này lại nhầm vào mình. Trong đầu của Phương Minh xoay chuyển cực nhanh, người có thù với mình không nhiều. Trong giới tu luyện, trước mắt chỉ có mỗi mình một võ. Tuy nhiên, còn có một khả năng khác, đó là kẻ chủ mưu, đứng sau phái hai người này đến giết mình, không nhất định có thù oán với mình, mà có thể là liên quan đến sư phụ mình sư phụ là chí tôn trước kia trong giới tu luyện tất nhiên đắc tội không ít người cũng có rất nhiều thế lực ghi hận với sư phụ mình những người này không dám có ý định đối chọi với sư phụ mình nên mới muốn trả thù lên trên người mình điều này rất có khả năng mặc kệ ra sao nếu muốn biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau hai người này là ai cách tốt nhất là lấy đáp án từ miệng của hai người này tiếp tục chạy đi anh đoán chắc là hắn ta chưa đi xa đâu đừng tạo ra tiếng động nếu lỡ bị phát hiện ra cứ lấy lý do thoái thác mà chúng ta bàn trước đó là được rồi hai người này tiếp tục vừa thầm thì vừa đi về phía trước họ không biết rằng người họ gọi là con mồi phương minh lúc này đang ở trên đầu họ nhìn chăm chăm từng hành động cử chỉ của họ phương minh không tùy tiện ra tay bởi vì mặc kệ kẻ chủ mưu đứng sau hai người này là ai đối phương nếu muốn ra tay cùng mình tất nhiên sẽ điều tra về mình, cũng biết rõ thực lực mình. Chắc chắn tin tưởng hai người này có thể đối phó với mình. Phương Minh cứ lặng lặng chăm chú quan sát, cho đến khi bong dáng hai người đàn ông này biến mất. Lúc này hắn mới leo xuống cây, sau đó lặng lẽ đi theo hai người đàn ông. Con mồi cùng phản mồi. Giờ đây trong mắt Phương Minh, hai người này chính là con mồi của hắn. Mà giờ phút này, hai người đi trước cũng không biết Phương Minh đi theo sau, cứ tiếp tục len lút như vậy mà không phát hiện ra Phương Minh suốt một tiếng đồng hồ. Hai người này dần bước. Kết thúc tập 66 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.